Em đến để xin việc à? Dạ vâng. Em là Ngô Anh Ngọc. Đây là giấy tờ tùy thân của em. Nhưng mà em chưa đủ tuổi đi làm mà. Còn 2 ngày nữa thôi là em đủ 18 tuổi rồi. Có gì chị châm trước hộ em. Thôi được rồi. Em vào đi. Dạ. Nhưng mà gia đình em gặp hoàn cảnh khó khăn à? Tại sao lại muốn đi làm? Gia đình em chỉ bị nghèo thôi. Nhưng mà em cam đoan với chị là việc gì em cũng làm được hết. Mà em còn chịu thương chịu khó nữa. Nhưng mà nhà chị lại đang tuyển vị trí làm vườn. Em lại không có kinh nghiệm. Hơn nữa, vị trí dọn phòng chị nghĩ là nữ giới phù hợp hơn. Ở quê em ý, ít người nhưng mà nhiều cây cối. Thế nên cắt tỉa cây cành là nghề của em rồi. Còn dọn phòng thì ngày trước em cũng hay xin đi làm thêm ở một số gia đình. Chỉ trừ những vật dụng quá hiện đại, còn đâu cái gì em cũng làm được hết. Nhưng mà nhà chị lại đang chỉ tuyển 2 vị trí trên thôi. Em có thể làm cả 2 vị trí chỉ với một mức lương thôi ạ. Thật á? Vâng. Chị ơi, em rất cần công việc này. Nếu như mà chị vẫn còn băn khoăn ấy, chị cứ cho em thử việc 1 tuần. Nếu chị thấy không ổn thì đuổi việc em vẫn chưa muộn. Còn nếu như mà ok thì tuần đấy em vẫn không tính tiền. Chứ chị đừng câu nệ về giới tính làm gì. Thật ra chị thấy em không phù hợp với công việc cho lắm. Nhưng mà chị khá thông cảm cho hoàn cảnh của em. Cho nên chị sẽ sắp xếp cho em gặp bà. Nếu mà bà đồng ý thì chị sẽ nhận em vào làm nhé. Ôi, em cảm ơn chị ạ. Chết, em xin lỗi. Nãy em chỉnh đồ thế nên là quên mất không rửa tay. Có gì chị chỉ cho em chỗ rửa tay được không ạ? Em đi vào kia rửa tay, xong rồi vào nhà luôn nhé. Dạ vâng ạ.